Em đồ vũ Mỹ Nghệ chính Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc các bác có một ngày Quốc Khánh hôm nay mùng 2/9, một ngày Quốc Khánh thật là vui vẻ và hạnh phúc. Có những ngày nghỉ thật là tuyệt vời cho gia đình. Thì hai ngày vừa qua thì do bận bề công việc thì em cũng chưa lên clip để giới thiệu mọi người những cái sản phẩm đồ gỗ được. Sự là rất là xin lỗi các bác. Thì hôm nay tranh thủ một buổi chiều tối ngày Quốc Khánh này. Hôm nay nó bắt đầu xong công việc, xuống việc. Ngày mai là tiếp, hôm nay em thì em sẽ lên một clip hôm nay là ngày Quốc Khánh mùng 2/9. Thì em luôn là trong clip ngày hôm nay để chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2/9 ngày Quốc Khánh. Thì em sẽ để cho mọi người một clip toàn bộ những cái sản phẩm ngày hôm nay là sale sập sàn mọi người nhé, sale sập sàn ngày Quốc Khánh. Bởi vì đợt mới hôm nay em thứ nhất là người đang uống đau lưng không biết làm sao đừng có đau. Hai là người uống, các bạn có thể nghe giọng em là biết là giọng em nó rất là khàn. Và có một số việc liên quan đến gia đình, nhà thờ thiết tâm ra là nó hơi bận một chút. Thì hôm nay buổi chiều ngày hôm nay Quốc Khánh thì em xin giới thiệu mọi người nhân với ngày Quốc Khánh này thì sale sập sàn cho mọi người một số sản phẩm hiện tại đang có nhà. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái chi tiết sản phẩm luôn. Đầu tiên các bác đang nhìn thấy đây là một củ thọ. Đây là một củ thọ ngồi vác cành đào, đục rất là kỹ và rất là đẹp, mà được chế tác nguyên bản trên một cái gốc hương rất là to, hàng nghìn khối mọi người nhé. Hàng em làm hàng nghìn khối cho các bác, và nó có điểm một tí rác ở dưới đế. Thường thường các bác đi mua những cụ thọ ấy, thì nó sẽ có rất nhiều dáng thế khác nhau, kiểu dáng và dáng thế khác nhau. Nhưng mà cái dáng này là cái dáng mà khá là đẹp mọi người, bởi vì là đục khá lâu công. Cái này là đục khá lâu công các bạn. Một cụ thọ ngồi trẻ là vác hành đào có hiu hiếc các kiểu là điệu đấy. Xong rồi gỗ lại đẹp, gỗ rất là to và đẹp, đục liền khối mà. Cái hàng như này thì nó rất dễ bày mọi người nhé. Cái không gian của các bác thì cực kỳ dễ bày luôn, bởi vì hàng rất là gọn đồ. Nó không phải là hàng xòe mà chúng ta khó bày đâu. Hàng này rất dễ bày luôn đấy. Em nghĩ là không gian nào các bác nhà cũng bày được pho này hết, không khó bày đâu. Nên là mọi người mà ai mà cảm thấy hợp với túi tiền mà hợp với không gian nhà mình thì các bác thì bê pho thọ này về. Chúng ta sẽ thấy là cái chất gỗ của pho này rất là đẹp. Em thử đâu cũng đẹp. Từ cái chất gỗ đến cái đường nét thợ làm rất là kỹ. Đấy. Đứng trên mọi người này, từ cái cành hoa đào này, đào này, hoa này, chúng ta có thể thấy cái chất vân. Đây. Đục moi móc hết ra, bởi vì gỗ liền không đục moi hết ra mọi người nhé. Cái mi trắng của cụ này, cái mi trắng này nếu mà để một bảo mà đầu mà thợ bỏ làm hết cái trắng này thì cũng làm được mọi người nhá, nhưng mà cái này là cố tình thợ để lại những cái trắng tự nhiên này để làm tô điểm thêm cái mi của cụ và tô điểm thêm cái sản phẩm cho nó đẹp đấy, thì để lại. Còn nếu làm hết cũng làm được nhưng mà cố tình để lại ấy. Chúng ta sẽ thấy cái chất gỗ không khác gì gỗ cẩm, mọi người ai thích thì có thể bê phần này về chơi. Chất không khác gỗ cẩm mọi người, rất đẹp đây. Gỗ rất sạch và đẹp luôn các bạn, cực sạch và cực đẹp nhá. Hàng gốc đôi nguyên một cái gốc rất là to nó cắt đi làm, nhưng mà không phải là hàng chắc ghép hay là dậm màu hết nhè, hàng rất là đẹp, đục kỹ và đẹp sạch sẽ. Đây mọi người chất vân này. Đối với những pho thọ này thì liền khối này và to này thì cái giá thành để mà sản xuất ra thì cũng khá là cao, nhưng mà ngày hôm nay ngày Quốc Khánh thì em sẽ để cho mọi người giá hợp lý thôi để các bác chơi. Đấy nguyên bản cái gốc, nguyên bản cái gốc mọi người nhé, mọi người có thể nhìn cái phần đằng sau này, gỗ rất sạch và đẹp luôn. Đây này. Đó, đây nó có bám một cái rác ở phần đây này và một cái rác đây mọi người. Gỗ, cái gỗ hương có một cái đặc điểm nó có rác thì bao giờ rất là đẹp. Đây, cái con hươu này là trắng tinh luôn nhá, con hươu này là hươu trắng này. Đấy, cái quả đào là một nửa nõi là một nửa rác này. Đấy nó nguyên một cái gốc, nguyên một gốc và thợ đục khá kỹ ạ. Đủ khá kỹ ạ, chung là rất là đẹp và kỹ. Mọi người thể nhìn cái mặt diện trên củ thọ làm rất là sạch sẽ và làm rất là kỹ luôn. Đấy, trong đó là cái chất gỗ rất tuyệt vời. Giọng em hơi bị khàn, nghe hơi khó tin, mọi người thông cảm. Đấy, một củ thọ của rất đẹp, giá thì hợp lý thôi các bạn. Để em xin phép lo trước số điện báo giá mọi người. Thường thường một pho thọ này không đục của một pho thọ này rơi vào tầm khoảng đâu đó rơi vào tầm khoảng 1,8 triệu, 1,9 triệu thì không đục. 1,8 triệu, 1,9 triệu thì không đủ rồi. Còn gỗ thì gỗ 30 thì gỗ 30, 35 nghìn một cân thì
cái cục phôi này đâu đó rơi vào tầm 1,5 triệu. Đấy. Xin em sẽ có kích thước nhá. Dài chiều cao của cụ là 65 các bác nhé. Khá to ạ. Chiều cao 65, chiều rộng là 45. Và chiều sâu của cụ là 28 ạ. Cao 65, rộng 45 và sâu 28, hàng liền, đẹp, không chắp ghép đâu mọi người nhé, hàng không chắp ghép. Giờ một bức như này bán giờ tầm khoảng 3,5 triệu, 3,6 triệu. Một bức thọ to mà được liền nhiều chi tiết như này thì bán dao động tầm khoảng 3,5 triệu, 3,6 triệu. Nhưng hôm nay ngày Quốc Khánh thì em sẽ để cho mọi người giá tình cảm này, giá hợp lý cho các bác chơi, rất đẹp nhé, đủ kỹ, mọi người thấy đúng có thể kỹ, rất là kỹ luôn. Em xin giao lưu cụ là giá là của ngày hôm nay là chỉ có 3,1 triệu không ship mọi người nha, 3,1 triệu không ship cụ nhé. Thì các bác biết rồi, cái tiền gỗ nó rơi vào tầm 1,5 triệu thôi, nhưng mà bán giá ngày hôm nay là cũng công đoạn 1,5 triệu tiền gỗ cho nó tiền full là 200,7 triệu, hơn 1 triệu tiền công thôi mọi người nhé. Cục gỗ này các bác đi mua 1,5 triệu tiền gỗ. Em đi mua 1,5 triệu tiền gỗ, 1,5 triệu tiền gỗ rồi mà bán cho các bác 3,1 triệu thì chỉ có 1,6 triệu tiền công và tiền full đấy ạ, để hàng thợ nhà làm mọi người nhé, mà làm rất là kỹ này, làm mấy ngày mới xong tác phẩm này ấy. Mà giao lưu mọi người 3,1 triệu thôi, giá rất là hợp lý. Bác nào yêu cụ thì có thể bê về, bê cụ về trưng không gian nhà mình nhá. Cụ thọ làm trong bộ tam ta đấy, cụ trường thọ mà làm cho sức khỏe gia chủ cho các bác cũng có lúc nào mạnh khỏe rất là tốt. Nhà các bác thì mỗi nhà chúng ta nên để một cụ thọ, mỗi người nên để một cụ thọ ở nhà, nhiều cũng được nhưng mà tối thiểu có một cụ thọ. Đấy, bác nào yêu cụ thì còn trẻ bên em nhé, hàng nhiều khối rất là nặng gỗ luôn. Bây giờ còn nặng mấy chục cân mà không nghĩ là gỗ đó, bây giờ còn nặng mấy chục cân đấy. Chị em đây cho mọi người một sản phẩm nữa nhé. Em đây cho các bác một cụ di lạc xá xịn rất là thơm, to, thơm và đẹp. Cho bác nào thích hàng là di lạc xá xịn thì mọi người thể bê hôm nay. Đây ạ, đây là một chút em bê nha mọi người. Ui dồi, nặng lắm. Em đang đau lưng năm nay. Hai ngày là đau lưng quá, không bê được hàng, bắt buộc phải nghỉ. Bởi vì có biết đấy, đau lưng vô cùng luôn. Hai ngày đau lưng lắm, tay bắt buộc phải nghỉ, không bê hàng được. Thế em còn tại vì em bê cái pho di nặc một tạ 6 ở ngoài cửa này. Em có một cái pho di nặc hơn 1 tạ 6 ngoài cửa. Khủng to trước nhất từ trước tới nay. Có nghĩa là hoàn thiện rồi còn tầm khoảng 1,5 tạ 6. Nó to quá. Hai người bê cố thế là sau hôm bê là đau lưng ốm luôn. Ốm hai hôm này. Giọng mọi người biết đấy, mất giọng luôn. Ngoài Bắc đợt tăng đợt nắng nóng, lòng mình nhiều việc. Đang cố đâm ra mình ốm. Em sẽ giới thiệu mọi người một cái pho di lạc xá xịn đục ba chẻ rất là to, một cụ di lạc vắc cánh nấm. Mọi người sẽ nhìn thấy cái chất gỗ pho này nó rất là già, chất gỗ rất là già, và đối với những cái pho mà chất gỗ già này mọi người biết không, nó rất là thơm, cực kỳ thơm nhé, cực kỳ thơm nhé, rất thơm luôn. Để em quay một chút đằng sau đây thưa mọi người, đây là đây chính xác nó là những cái gốc gù hương, hay còn gọi là gốc xá xị, từ rừng người ta bổ ra, người ta bổ một phần gốc thì mình mua được những cái phần gốc như thế mình về mình làm. Đằng sau nó có một chút lũa ở đây, một chút lũa để mọi người. Dạ cái lũa này nó không sâu đâu các bác nhé, lũa rất mới chỉ tầm khoảng 3-4 phân thôi mọi người nhá, nó không ảnh hưởng sản phẩm luôn nhá, bởi vì em mua hàng gốc dễ thì nó sẽ có một chút lũa này, một chút lũa này thì về mọi người chơi yên tâm. Nó không phải hàng thân mọi người nhé, một chút nữa này để mọi người yên tâm. Nó rất là nhiều dầu và nó rất là lặng lũ. Đây cho nó dày như này thì mọi người thoải mái, rất là dày nhé. Đấy thì đây là một cái pho như là ba chẻ đục rất là kỹ và sạch sẽ. Thằng này đang cầm cái trống con này, đây là cái trống này, thằng cầm sốc tiền này, một đứa đang nằm ở trên cái bao tiền mua đùa. Đây là cành đấm này, cái diện của cụ mọi người thấy diện em làm rất là đẹp đó, dễ nhất nha. Và với cái chất gỗ mà xanh như này ấy, thì mọi người biết là cái hàng gốc của chất gỗ xanh này thì là bản thân cái gốc xá xị nó cực kỳ nhiều tinh dầu, cực kỳ nhiều tinh dầu, và bức này nó sẽ thích hợp với cái không gian là cái bàn kẹp. Các bác có một cái bàn kẹp ấy thì mọi người thể bày bức này vào là ok. Cái bàn kẹp là các bác bày cái bức di lạc này vào ngồi di lạc của bàn kẹp này là cực kỳ đẹp và tuyệt vời luôn. To lắm, nó không thể nhỏ đâu. Để em đặt đế cho mọi người xem cái đế gỗ nó có đặt không nhé. Em nhớ cụ này là cụ gỗ em phôi đặt, em còn cắt đi để mọi người
phô gỗ đặc xịt luôn các bác, có một cái lỗ con này đặc xịt luôn. Đấy nên bảo sao những cục ngoài phô của nó toàn 6-70 cân gỗ cắt đi làm vì bản thân là nó toàn là gỗ đặc và nó mang rất là nhiều tinh dầu, nó mang cực kỳ nhiều tinh dầu, càng nhiều tinh dầu thì nó càng thơm và cái chất nó càng xanh như này thì mọi người chơi yên tâm. Đấy thường thường một kho xà xịt như này, to như này, cái kích thước to này thì bán đồ tầm 4 triệu cái to này, thì vì gỗ của một kho này đã rơi vào tầm hơn 2 triệu, tầm gỗ là hơn 2 triệu với các bác tầm 5-60 cân gỗ thì nó phải rơi tầm hơn 2 triệu gỗ rồi. Đấy hơn 2 triệu gỗ rồi, trong khi đó là còn chưa nói đến công để em đo kích thước. Hôm nay một cái 129 thì sao giá cái máy này của mọi người chơi con này tuyệt vời, không chê gì đâu được. To anh này thường người bán trên 4 triệu mà hôm nay giá khánh giá hợp lý. Con này rộng là 79 mọi người nha, gần 80 đấy ạ, chiều rộng là 79 gần 80, gỗ cực kỳ đẹp nuột hết luôn đấy mọi người, nhìn màu biết cao 39, rộng 79, cao 39 mọi người nhé. Và độ dày gỗ này, độ dày gỗ dày là 29 mọi người nhé, dày 29 gần 30 đấy, rất là dày luôn. Chiều dài là 79, chiều cao là 39 và sâu là 29, to đẹp đặc và rất là thơm. Còn thơm như nào ấy mọi người, về mọi người bê kho để về các bạn trưng lên không gian nhà mình thì mọi người biết là cái tinh dầu xá xị hay là cái gỗ xá xị thì đã được cha ông chúng ta dùng rất là lâu rồi, khai thác rất là lâu và dùng chiết xuất tinh dầu để trừ đơn giản có thể là bôi vào những cái chỗ côn trùng cắn hoặc là sức lên người làm một cái loại như kiểu một loại nước hoa, cái loại là nó đuổi được đủ ruồi muỗi mọi người. Thì các bác trưng một cái sản phẩm của Ngọc Am hay là gỗ xá xị trong không gian nhà mình sẽ đỡ được cái ruồi muỗi, đỡ được ruồi muỗi. Đấy và thứ hai là nó mùi thơm tốt sức khỏe, bởi vì chúng ta còn mọi người có thấy trong miền Nam có cái nước là nước xá xị ấy, thì là chiết xuất từ cây xá xị này, đấy, rất là thơm và đẹp và nó lại quý lắm. Giá trị của nó là giá trị thật mà các bác bỏ số tiền rất là ít. Đấy hôm nay ngày quốc khánh thì em Trực Minh chỉ xin giao lưu mọi người pho thiên đàn xá xị to, bác cành đào to đẹp này, rộng tận 79, cao 39 và sâu 29, gỗ đẹp và rất là thơm, đủ kỹ ba trẻ. Đấy mới giá là chỉ có cực kỳ mềm mại, thường thường pho này bán tầm khoảng 4 triệu, thì hôm nay sale cho mọi người giá tình cảm quốc khánh, em xin giao lưu mọi người pho này mới giá là chỉ có 3,3 triệu mọi người nhé, 3,3 triệu thôi. Thật sự luôn mọi người là gần 2 triệu tiền gỗ rồi, full phẹt nữa khoảng 2 triệu thì bán 3,3 triệu thì nó chỉ có hơn 1 triệu tiền công đấy thôi. Mọi người biết rồi đấy, thì gỗ rất là đắt, không hề rẻ, gỗ rất đắt luôn đấy. Các bác đi mua phôi thì biết, người ta bán phôi, nếu bác nào làm gỗ hoặc là đã từng đi mua phôi trên mạng thì biết mấy chục nghìn một cân gỗ, sau đó về làm lên nó bán giá 3,3 triệu này thì thật sự cũng là chỉ có hơn 1 triệu tiền công thợ ở đây. Em còn chưa nói đến công của em đấy. Thì hôm nay ngày quốc khánh nó cũng muốn có một cái clip nó giá hợp lý cho mọi người chơi 3,3 triệu thôi ạ, không đắt đi nào đâu, to lắm, nặng lắm và đẹp. Em xin phép biết sản phẩm số mọi người nhé. Thái là lưng nặng, các bạn này là lưng người ăn. Có biết sao được này không, là mình cố ở đâu. Nặng lắm, không thể nhẹ đâu các bạn. Tiếp em lên cho mọi người một sản phẩm nữa nhé. Em sẽ xem cho mọi người một cụ di đạo vô hương rất là đẹp. Chúng ta sẽ xem cái phần đế ố trước. Đế ố đặc xịt mọi người nhé, không bọng đế. Em sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người tầm này nhá. Đây là một cái cục gỗ hương, nó nguyên bản là một cái rễ hương rất là đẹp. Pho này sẽ dành cho bác nào mà thích những cái pho di lặc nhỏ nhỏ xinh xinh để ở những cái không gian vừa tầm, các bác không có những không gian này là những cái chỗ diện tích mà chúng ta bày những cái pho đồ to, mọi người hôm nay có cái pho này để giới thiệu mọi người. Pho này thì em sẽ nói luôn này, thứ nhất là hàng liền khối, thứ hai đấy đặc, thứ ba thì chất gỗ vân không chê được mọi người nhé. Vân từ trên xuống dưới, từ dưới trên đều đẹp và luột, cực sạch và đẹp và luột vô cùng luôn, liền khối. Mà giá em giao đi mọi người pho này cũng là 129, giá rất hợp lý. Đây chúng ta sẽ đi vào sơ qua chút
mọi người sẽ thấy là cái chất vân này như úp cẩm. Hàng này bụi, em để bụi đây mọi người. Để bụi mà mọi người thấy chất gỗ. Đây có một trẻ con ở trong cái bao tiền. Có một trẻ con ở trong miệng bao tiền nhé. Xong mọi người thấy cái chất gỗ này. Công trên rồi đúng không? Cành đào lên khối nhé. Gỗ đẹp lắm. Có nghĩa là hàng không tì vết và chất gỗ sạch đẹp vân vít mà giá hợp lý. Đây đây đằng sau hàng nghìn khối mọi người, hàng nghìn khối nguyên bản một cái rễ hương to phôi này của nó là 26 cân, 26 cân cả tỷ này. Đấy hàng nhỏ xinh xinh giá hợp lý cho các bác chơi không. Mấy chục nghìn, có mấy trăm nghìn công một con hàng này. Để em sẽ vào kích thước nha. Hàng gọn, đồ nhỏ, đồ vào những không gian hợp lý. Mọi người có những cái ô ấy, hoặc những cái cửa hàng cửa hiệu, cái cửa hàng nhỏ mà chúng ta không muốn bày đồ to thì mọi người có thể để một cụ đi đặt đồ nhỏ xinh xinh ngồi này, cho nó trang trí không gian nhà mình mà chưa tạo cũng đọc thôi. Đó hợp lý. K46 mọi người nhé. K46 chiều rộng là 23 và chiều sâu là 22. K46 rộng 23 và sâu 22. Em Trường Minh chỉ xin giao đi mọi người pho này giá vô cùng hợp lý ạ. Thì thường một pho như này bán ra độ tầm khoảng 1,9 triệu. Hôm nay em xem cho mọi người pho này giá là chỉ có một số thần tài thôi, 1,790 mọi người nha. Em không lấy lãi ạ, em không lấy lãi các bác nhé. 1,790 nha, pho gỗ rất là đẹp. Không phải em bán giá rẻ hay giá hợp lý mà đưa cho mọi người những cái sản phẩm xấu mọi người nhé. Mọi người về cứ thể có thể kiểm tra về cái chất gỗ của pho này xem có đẹp không. Đấy, mọi người nhìn sơ qua, ai nào chơi gỗ hương nhiều sẽ biết, nhìn sơ qua là biết ạ. 1,790 ạ, số thương tài đấy, em không lấy lãi. Đó, hôm nay mùng 2 9 giao lưu các bác món đồ chơi luôn. Em có một khay lá đào, em cũng để cho mọi người giá ra xem. Một khay lá đào để mọi người ra xem. Đợi em một chút em lấy nha. Đây là một cái khay lá đào. Thường cái khay lá đào thì em cũng giao lưu mọi người là 900k một khay đúng không ạ? Bởi vì thật sự luôn các bác là em sản xuất ra một khay này là 700k. Chính xác là 700k là chưa tiền full đâu. Em cũng gọi là 700k. Bởi vì các biết đấy, tiền gỗ của một cái khay này nó rơi tầm khoảng 300-400 nghìn. Còn đâu nó chỉ có tầm 300 nghìn tiền công, cái công thợ thôi. Nên là cái sản xuất một cái khay này ra là tầm 700k. 700 nghìn để sản xuất một khay này thì em vẫn bán mọi người là 900, thì trừ chi phí đi rồi em còn được hơn 100 nghìn cái khay. Thì nói sơ qua như này này, đây nó là những cái rễ hương, nó là những cái bạn rễ hương, sau đó nó cong cong thì thợ họ khéo tay họ làm nữa cho một cái khay lá đào. Cái khay lá đào này về thì các bác có thể để trang trí, để đồ, hoặc các bác có thể để một bộ ống chén thoải mái luôn nhé. Em sẽ cam kết thứ nhất là hàng gỗ hương ta. Đây là những cái vết sụn một hương ta. Thứ hai là hàng không hề có tì vết hay lỗi vết gì. Thứ ba là chúng ta nhìn những chất gỗ từ những quả đào này rất là đẹp và lù lạc đấy. Thì những cái khay này em vẫn bán là tầm 900k. Thì hôm nay là ngày 2/9 thì em sẽ bán cho mọi người là giá là giá vốn, thì trừ đóng bọc đi là coi như là không có lãi, bán cho vui mọi người nhá. Đây chỗ này những cái sụn này các bác có thể để đồ cũng được hoặc mang tặng cũng được, rất là đẹp và rất là to. Vân đẹp lắm mọi người nha, vân rất là đẹp, không phải nghĩ đâu, không phải nghĩ về vân đâu ạ. Vân này không phải nghĩ đâu ạ. Em sẽ để cho mọi người 790k một khay thôi nha mọi người nha. 790k một khay ra vốn nha. Không lấy đồng cộng vào luôn. Cho các bác để các bác chơi. Chiều dài cái khay này 55 ạ. Chiều dài 55 mọi người nha. Bác đầu của em mình mua. Dài 55. Sâu là 29. Em lấy độ dày của cái mặt đấy nha, cái này em không đo, cái này cao lắm. Dài 55, sâu 29, gọi 30 đấy. Và độ dày ở mặt khay là 5 phân. Độ dày cái mặt này là 5 phân mọi người nha. Hàng bao đẹp, bao vân đẹp, bao không lỗi vết. Giá là chỉ có 790k, không ship ạ. Giá vốn ạ, em không nghĩ lãi. Bác nào yêu chúng ta thì chốt khay về chơi. Nên hóa chi bán ra giao lưu được. Tiếp em có một cái cầu lợn này. Cái cầu lợn này thì hôm nay em xin phép là em sẽ sell cho mọi người giá hợp lý. Cầu này là trước em cũng nên giao lưu rồi, em cũng báo giá hình như là 1,9 triệu đến 2 triệu gì đó. Thì
thì cũng qua một chốt, thì hôm nay em xin em phép nên em sẽ để được người ra vốn không lấy lãi. Thì nói sơ qua như này này, cầu này là một cầu heo rất là đẹp, không mấy khi có thể làm một cái cầu heo to mà đẹp này đâu ạ. Mọi người có thể nhìn ạ, rất là đẹp và tròn trịa, không tì vết, không chắp ghép mọi người nhé, gỗ đẹp đây ạ. Như thế này mọi người cũng chơi chứ gì ạ. Đây em sẽ quay sơ lần sau nhé. Đây ạ, cầu này hôm nọ quay rồi, nên nó thật quá gì đó đấy em, chúng mình chả giấu giếm cho mọi người. Cầu này hôm nọ em cứ không nhớ là báo bao nhiêu, nhưng em nghĩ nhất ít nhất em báo mọi người cầu này cũng phải 1,9 triệu. Cầu to mà nhiều gỗ, bởi vì tiền gỗ một cái cầu này nó rơi vào tầm 1 triệu rồi, nó nhiều gỗ đấy mà đẹp nhè, nuột này, không tì vết này đấy mọi người, sụn này, chun này, chun mắt chun, mọi người nhìn chưa đấy, rất đẹp. Cầu này không phải lúc nào cũng gặp những cầu đẹp này đâu. Chứ hôm nay em sẽ sell cho mọi người ra vốn. Thường những cái cầu này em bán chỉ 2 nghìn, thì hôm nay em xin phép được xem cái nó kích thước cầu này cho. Thì ạ, chiều dài cầu ấy 55 mọi người nhé, bắt đầu của em 29 tháng 1, 55 cao 22 và sâu là 19, gọi sâu 20 đi. Dài 55 cao 22 và sâu là 19. Giá em sell cho mọi người là 1,750, 1,790 đi, cho số 79 cho số đẹp, 1,790 không ship. Đấy thì thường thường cầu này em bán em tự được khoảng 200. Thì hôm nay để ra vốn cho mọi người. Nói chung là đẹp lắm. Có đẹp rất là chun, rất là nhiều này. Chun rất nhiều và hàng không có vết mọi người. Quan trọng là gỗ nó sạch và đẹp, không có vết. Thế là ok rồi ạ. Và Vân thì cũng không phải mình nghĩ. Đấy, bắt đầu của em thì có được thế nha. Thôi, hôm nay clip này sẽ giới thiệu một cái 5 món này ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều dành cho các bạn. Chúc các bác cũng khánh vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn các bác rất nhiều luôn ủng hộ của chúng mình ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bác vui vẻ.